Quân sự 247 xin được gửi tới quý vị cuốn tự truyện của tác giả Nguyễn Khắc Tòa mang tên Tôi là người lính biên giới Tây Nam. Phần 1. Tôi trở thành người lính và lần đầu ra mặt với Pol Pot. Vào đầu tháng 8 năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông và đang chờ kết quả thi đại học thì nhận được giấy báo đi khám nghĩa vụ quân sự Tôi cũng như bao trai làng Chỉ vài ngày nhận được giấy báo Đã đồng loạt lên huyện đội khám sức khỏe Xã tôi đợt đó Có gần 30 thanh niên Đi khám sức khỏe Và chẳng có ai bị loại Giữa tháng 8 năm đó Thanh niên xã tôi Cũng như các xã bạn Được huyện đội phát quần áo bộ đội Và đưa xe trở vào đơn vị huấn luyện Nơi chúng tôi huấn luyện là khu vực xã Tương Sơn của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đây là sư đoàn 442, toàn bộ đội hình sư đoàn nằm trong khu vực thung lũng, xung quanh được núi bao quanh. những ngày đầu chúng tôi tập đội hình, tập đi đều, lăn lê bò trườn, tập bắn súng và chỉ tập duy nhất có súng AK. một tuần phải hai ngày lên rừng lấy củi. chúng đội trưởng giao chúng tôi mỗi người hai bó củi lớn. đang ở với cha mẹ, ăn rồi đi học, giờ làm người lính. ngoài tập tành trên thao trường còn phải leo núi hơn 5 km mới chặt được củi mang về và nộp cho trung đội, nhiều lúc thấy cũng tủi thân. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian ở quân trường huấn luyện, vào khoảng 2 giờ sáng, một ngày đầu tháng 9 năm 1978, ngoài trời mưa kèm theo gió lạnh, toàn trung đội huấn luyện nghe tiếng còi báo động, mọi người nhanh chóng mang theo vũ khí ra ngoài tập hợp, mặc cho mưa gió, trung đội trưởng hô tất cả dậm chân tại chỗ 2 phút, sau đó cán bộ trung đội nói: "Hiện nay, theo lệnh của đại đội, trung đội phải đi tìm hai khẩu súng do kẻ gian đột nhập vào đơn vị lấy đi, tất cả theo tôi." Cán bộ trung đội chạy trước, chúng tôi vác súng chạy theo sau. Chạy khoảng 6 km đến một con sông rộng chừng 5 m, trung đội trưởng hô: "Toàn bộ trung đội dừng lại và nói: "Toàn bộ trung đội chú ý, kẻ gian đã quăng súng xuống đây." Các đồng chí có nhiệm vụ xuống sông tìm súng. Tất cả chúng tôi nhảy ào xuống, kẻ hụp, người lặn xuống đáy sông tìm kiếm. Được 10 phút, cán bộ trung đội thông báo, hiện đại đội đã tìm thấy súng, tất cả lên bờ trở về đơn vị. Chúng tôi leo lên bờ sông, đứa nào cũng rét run, hai hàm răng va và vào nhau lập cập. Mà ai sau này tôi mới biết, đó là tập trận chứ làm gì có chuyện mất súng. Sao lúc đó mình cũng như đồng đội lại ngu ngơ đến thế Một ngày đầu tháng 10 năm 1978 Chúng tôi được lệnh điều động vào Nam Anh nào cũng háo hức mình được đi xa Trước khi vào Nam Tất cả chúng tôi được đơn vị cho nghỉ phép 3 ngày Về thăm gia đình Nhà tôi cách nơi huấn luyện chừng 25km Gần thị xã Thanh Hóa Ăn cơm sáng xong Với bộ quần áo trên người Tôi đi một mạch Vậy mà 11 giờ trưa mới tới nhà Cả nhà đang ăn cơm Thấy tôi mấy đứa em reo lên Anh về, anh về Bố nhìn tôi hỏi Được về phép à Trong khi mẹ đứng dậy Lấy chén đũa cho tôi ăn Vâng, còn sắp vào Nam Đơn vị cho nghỉ phép mấy ngày Tôi trả lời Mẹ lấy cơm và gắp thức ăn cho tôi Mấy đứa em vừa ngắm tôi vừa hỏi đủ chuyện Trong kỳ nghỉ tôi tranh thủ đi thăm bạn bè anh em lối xóm nói là thăm bạn nhưng toàn là bạn nữ các bạn nam tuổi bằng tôi trở lên gần như không có chỉ trừ một số anh không đủ tiêu chuẩn đi tòng quân trai làng đa phần tham gia quân ngũ từ đầu năm đến giờ ở xã tôi là đợt thứ ba nhà nước lấy quân mặc dù mẹ không cho nhưng tôi cũng phụ giúp mẹ quốc đất làm cỏ trên mảnh ruộng của hợp tác xã giao được một buổi Tôi trở lại đơn vị khi hết phép Vào một buổi sáng trời xe lạnh Ăn cơm xong Tất cả tiểu đoàn huấn luyện chúng tôi Quân tư trang trên vai Dưới sự hướng dẫn của cán bộ lấy quân Đơn vị hành quân bộ Gần 3 km ra tàu Thị Long Tất cả lên tàu phía nam thẳng tiến Tôi còn nhớ Khi tàu đi qua các miền quê của đất nước Khoảng 10 giờ trưa hôm sau Tàu dừng ở ga Huế Khi đó cảnh mua bán diễn ra tấp nập Từ em bé cho đến những người già Chào mua hàng Nhưng tôi cũng như đồng đội trên tàu Chẳng hiểu họ nói gì Chỉ nghe líu lo như tiếng chim Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh qua các miền quê Do chúng tôi không quen đi tàu Và lại ngày đầu cũng như ngày thứ hai Đứa nào cũng lo ngắm nhìn phong cảnh Đến ngày thứ ba Gần như ai cũng ngủ gà ngủ gật Đang mơ màng Chợt nghe mấy anh lấy quân nói lớn sắp đến địa điểm tập kết tất cả đều giật mình tỉnh giấc khi tàu dừng lại mọi người lấy quân tư trang và theo hướng dẫn của cán bộ lấy quân chúng tôi lần lượt xuống tàu khi xuống tàu nhìn thấy cả chục chiếc xe khách đợi sẵn theo thứ tự từng đơn vị bước lên xe anh cán bộ lấy quân thông báo xe chở tân binh về tổng kho long bình xe chạy ước chừng hai mươi phút rồi dừng lại chúng tôi xuống xe và được đưa vào các căn nhà tiền chế, trần nhà lợp bằng bro xi măng. Thời học sinh đã nghe nói miền Nam, tổng kho Long Bình, bây giờ thì nó hiển hiện ngay trước mắt. Vào lúc này, ngoài bắc trời đang xe lạnh, còn ở đây cái nắng ngột ngạt kèm theo nóng oi bức, làm cho mắt ai cũng hoa lên, mồ hôi đầm đìa. Đơn vị ở đây một ngày, khoảng 9 giờ sáng hôm sau, xe tiếp tục chở chúng tôi tới căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, Tiền Giang. Xe đi qua phố xá nhộn nhịp, bác Tài cho biết đang đi qua thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù rất mệt vì không quen khí hậu, nhưng tất cả chúng tôi đều nhòi hết đầu ra bên ngoài để ngắm thành phố. Thành phố mà trước đây chỉ biết qua sử sách, phim ảnh. Thành phố mà có thể sau này, những người không còn được nhìn lại khi cuộc chiến biên giới ngày càng diễn ra ác liệt bác tài đang mở radio một giọng hát của nam ca sĩ vang lên ca khúc gửi lại em của nhạc sĩ vũ hoàng ngày mai tôi lên đường xin chào thành phố thân thương ngày mai tôi sẽ lên đường tạm biệt nhé người thương cùng nhau ra nơi biên thủy căm thù dục bước quân đi gửi lại em ước mơ nơi giảng đường gửi lại em lúa ngô đang vào mùa gửi lại em phố vui qua từng chiều gửi lại em tiếng yêu ngọt ngào Chào thành phố, chúng tôi lên đường. Phần cao trào của ca khúc gửi lại em cứ lặp đi lặp lại, nghe sao mà nồng nàn ra diết mà yêu quê hương đất nước đến vô cùng tận. Chừng 11 giờ trưa, chúng tôi đến căn cứ Đồng Tâm, ở lại đây 2 ngày, hơn 1 giờ chiều, sau trận mưa là cái nắng đổ lửa, tiếng còi tập hợp vang lên, tiểu đoàn tân binh theo thứ tự trung đội, đại đội sau 5 phút đã hàng ngũ chỉnh tề. Trước hàng quân tôi thấy một anh cán bộ có dáng người nhỏ nhắn, nước da sạm đen, chừng 35 hay 36 tuổi, lần lượt đi từng hàng, anh nhìn ngắm từng tân binh và đích danh chọn ra cho đứng tách riêng tiểu đoàn, tôi cũng nằm trong số được chọn. Anh chọn trong 400 người lính, khi chọn xong anh tuyên bố các đồng chí được bổ sung vào tiểu đoàn trinh sát, sư đoàn bộ binh 4, quân khu 9. Anh khoát tay ra hiệu cho chúng tôi theo anh lên xe Trong xã tôi hơn 20 người Mình tôi được bổ sung vào tiểu đoàn trinh sát Số còn lại được bổ sung vào các đơn vị Vận tải, các trung đoàn bộ binh, hỏa lực Đều thuộc sư đoàn bộ binh 4 Trong cuộc chiến chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau Khoảng 5 giờ chiều Vào một ngày gần giữa tháng 10 năm 1978 Xe tiếp tục chở chúng tôi đi Xe phải đi qua hai phà Bắc Mỹ Thuận và phà hậu Giang vào lúc 9 giờ sáng, xe đưa chúng tôi đến thị xã Châu Đốc, An Giang, xe tạm dừng mọi người nghỉ ăn trưa tại đó. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh nhà bên sông chỉ quay vài tấm phên bên trên phủ ít lá dừa, lâu lâu mới có vài nhà được xây và chân nhà là tôn bê xi măng. Người dân sử dụng nước sông tại chỗ làm nước ăn, nước uống, sinh hoạt và cũng lần đầu tiên thấy người dân bắt cá bằng cách họ cho các cái lờ xuống sông còn cây gậy xuyên qua lờ để định vị chiều đến họ nhấc lờ lên những chú cá vô tình bơi qua lờ sẽ bị mắc lại đêm hôm đó chúng tôi ngủ lại thị xã khoảng 3-4 giờ sáng nghe tiếng súng đạn y ùng giật mình tỉnh giấc hỏi mấy anh lấy quân mấy anh cho biết bên kia biên giới chúng bắn pháo kích sang đất mình vậy là chiến tranh quá gần Tôi nằm tưởng tượng ra những trận đánh sắp tới mà trước đây chỉ được xem trong phim ảnh. Sáng hôm sau, khi cơm nước xong, vào lúc 9 giờ, xe chở chúng tôi thẳng lên biên giới. Xe đi vòng vèo qua những vùng quê sơ xác, có nơi không thấy bóng người. Khoảng nửa giờ sau, xe dừng lại. Anh nhận quân ra hiệu xuống xe và nói đã đến tiểu đoàn bộ. Chúng tôi xếp thành hàng dọc, ngay cơ quan tiểu đoàn bộ mà chẳng cần hiệu lệnh. Nơi tiểu đoàn bộ đóng quân là mấy cái lán lợp bằng lá dừa, vài bộ bàn ghế thô sơ bằng các cây con ghép lại. Người đầu tiên đi ra từ lán là anh mà mấy ngày trước đứng ra chọn quân và lần lượt nhiều người trong lán bước ra. Anh nhận quân giới thiệu đây là đồng chí Nguyễn Văn Kiêm, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trinh sát. Tiếp là đồng chí Vũ Hồng Ngân, chính trị viên trưởng, tiểu đoàn trinh sát của chúng ta. Và đây là các đồng chí cán bộ đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3 lên nhận các đồng chí. Một đồng chí cán bộ đeo quân hàm trung úy, cầm danh sách đọc và hướng dẫn cho các tân binh về đơn vị mới. Tôi và 18 đồng chí khác được điều động về đại đội 3. Sau khi đọc xong danh sách, chúng tôi đi bộ theo cán bộ đại đội về đơn vị. Đồng chí cán bộ tự giới thiệu tên là Hoàng Trung úy Nguyễn Thanh Hoàng, sinh năm 1954 quê Hải Hưng, nhập ngũ năm 1972, đại đội trưởng trinh sát đại đội 3. Đi bộ khoảng 15 phút, tới một cái lán nằm dưới cây xoài lớn, nhìn từ xa đã thấy bóng người, khi gần tới nơi, thấy năm sáu anh ra đón và chào hỏi. Đồng chí Hoàng đại đội trưởng nói, đây là các đồng chí cán bộ, trung đội lên nhận các đồng chí, tôi cùng sáu đồng chí khác được phân về trung đội 3. Đồng chí trung đội trưởng tự giới thiệu tên tường thượng sĩ Nguyễn Văn Tường, quê Hải Hưng, nhập ngũ năm 1974 và lần lượt hỏi tên quê quán chúng tôi. Chúng tôi đi bộ theo trung đội trưởng, khoảng 10 phút sau đến nhà trung đội. Khi đến nơi, có hai anh ra tươi cười chào đón. Trung đội trưởng chỉ tay nói, đây là trung sĩ Hân, trung đội phó, còn đây là hạ sĩ Phát, y tá trung đội. Các anh dẫn chúng tôi vào trong nhà, gọi là nhà, nhưng thực ra là một cái lán tổng tình, Xung quanh che vài tấm lá thốt nốt trên căng tấm bạt che mưa, che nắng, góc nhà là một cái bếp đang đun nước, chắc chuẩn bị khao chúng tôi. Ôi, nhà của lính, chúng tôi ăn trưa và nghỉ tại đây. Vào khoảng 3 giờ chiều, đồng chí trung đội trưởng đánh thức chúng tôi dậy, pha trà uống và phổ biến tình hình về ta, về địch, về chiến sự đang xảy ra. Anh cho biết Hiện trung đội tính cả chúng tôi có 21 cán bộ chiến sĩ được chia làm 3 tiểu đội 1 2 3. Khoảng 20 phút sau, thấy có 3 người đi vào lán, trung đội trưởng nói đây là các tiểu đội trưởng lên nhận người. Các đồng chí dưới quyền điều hành trực tiếp của tiểu đội trưởng trong chiến đấu, quân lệnh như sơn, vì sai lầm trong chiến đấu, cái giá phải trả là máu, là tính mạng nên tuyệt đối các đồng chí phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy. Tôi cùng một đồng chí nữa được phân công về tiểu đội 3. Tiểu đội trưởng là Hạ Sĩ Thái, nhập ngũ năm 1976, dân tộc Mường, cùng quê Thanh Hóa với tôi. Dẫn hai đứa về công sự, tiểu đội tôi có 7 người. Tiểu đội trưởng Thái, tiểu đội Phó Hưng, nhập ngũ năm 1977, quê Nam Định. Và năm chiến sĩ, về cấp bậc có hai hạ sĩ, ba binh nhất là Hà, Dũng, Chiến, Nhập ngũ tháng 2 năm 1978, quê Nghệ Tĩnh. Tôi và Hùng binh nhì về trang bị vũ khí. Tôi giữ B41, anh Thái giữ M79, còn lại là súng AK. Mỗi người mang súng AK phải mang thêm một trái đạn B41. Mỗi trái đạn nặng hơn 2 kg. Riêng tôi là 5 trái và cây súng. Trong bao đạn của Liên Xô chỉ có 3 ngăn chứa 3 trái và một trái trong nòng súng. Nhưng mấy ông nhà ta chế thêm một ngăn đựng đạn Thành ra bao đạn có bốn ngăn chứa bốn trái Tôi tự nhủ Lính châu Âu to con là thế Người ta sử dụng bốn trái đạn Bộ đội Việt Nam nhỏ người hơn Nhưng đánh nhau giỏi hơn Phát cho năm trái Đêm đầu tiên ở chiến trường biên giới Đêm đầu tiên trong cá gác 3 đến 5 giờ sáng Đêm đầu tiên hưởng cái im ắng đến lạnh người của không gian Và thời gian đầu tháng Đêm đầu tiên, để thấy mũi bám chích đầy người mà không dám đập, chỉ dám đưa bàn tay lên vuốt nhẹ vì sợ gây ra tiếng động, làm mồi cho bọn biệt kích pôn pốt. Đêm đầu tiên cảm nhận đến vô cùng tình yêu thương cha, mẹ, anh em, bạn bè và muốn được ngàn lần xin lỗi vì những xử sự, sự không đâu khi còn ở với cha mẹ, anh em, bạn bè, bà con, lối xóm. Trận đánh đầu tiên Tôi và Hùng chỉ vài ngày sau khi được điều về tiểu đội trinh sát, cả hai đều bị bệnh do không quen khí hậu, trong này gọi là ngã nước. Mất khoảng 5 ngày, hai thằng tôi mới bình phục trở lại. Hàng đêm, trung đội tôi vẫn cắt cử, cảnh giác, nhưng gần như ban đêm, ít ai dám ngủ, mặc dù không phải ca gác của mình. Vì sợ bọn Pol Pot bất ngờ tập kích, ban ngày cả tiểu đội lăn ra ngủ, mặc cho những quả đạn pháo thỉnh thoảng từ bên kia biên giới bắn sang. Chúng tôi được cấp trên cho biết, tiểu đoàn trinh sát có nhiệm vụ vừa điều nghiên nắm tình hình địch, vừa bảo vệ sư đoàn bộ, vừa phối hợp tác chiến với các đơn vị bộ binh của sư đoàn. Địa bàn hoạt động của tiểu đoàn là dọc kênh Vĩnh Tế. Một tuần có hai buổi, đại đội tập trung các trung đội để học võ thuật, học sử dụng bản đồ tác chiến, học sử dụng la bàn và cách cắt góc phương vị học chủ yếu là những đòn thế hiểm đánh gục đối phương tại chỗ, học phi dao găm chứ không có vài dòng văn tự. Vào một buổi sáng đầu tháng 11, đại đội tôi được lệnh đi phục kích bọn Pol Pot tràn sang biên giới đánh phá. 4 giờ sáng, chúng tôi đã ăn xong cơm nước và lên đường. Chúng tôi lặng lẽ đi được khoảng 40 phút, trung đội trưởng ra hiệu dừng lại. Dưới sự hướng dẫn của tiểu đội trưởng, chúng tôi đào công sự Mỗi người cách nhau 8 đến 10 mét. Cũng may là mới đầu mùa khô, đất vẫn mềm nên việc đào công sự nhanh chóng hoàn thành. Trời sáng dần, cảnh vật cũng từ từ hiện ra. Trước mắt chúng tôi là cánh đồng hoang, chỉ có những cây thốt nốt và những cây bụi dại mọc cao ngang ngực người. Có lẽ chiến tranh biên giới xảy ra mấy năm nay nên chẳng ai dám đến đây canh tác. Khẩu lệnh từ đại đội truyền xuống, nếu gặp địch đến phải để chúng đến thật gần và khi nào có phát súng hiệu lệnh của đại đội mới được nổ súng tôi đang ở công sự thì được đồng chí liên lạc đại đội cùng với trung đội trưởng nói lên đi cùng với đại đội trưởng rời vị trí tôi theo đồng chí liên lạc về hầm công sự của ban chỉ huy đại đội ban chỉ huy có đại đội trưởng hoàng đại đội phó linh chính trị viên trưởng chính trị viên phó lâu quá tôi không nhớ tên tôi nghe ban chỉ huy hội ý phân công cử cán bộ đại đội trực tiếp xuống chỉ huy từng trung đội, đồng chí đại đội trưởng, đồng chí liên lạc, đồng chí thông tin sử dụng máy bộ đàm và tôi ở lại. đại đội trưởng với khẩu súng k 54 treo mắc ngay ngắn trên chiếc xanh tuya lớn đèo ngang hông, hai tay luôn thay nhau cầm ống nhòm hướng về phía trước quan sát. một buổi sáng im ắng, im ắng đến lạ kỳ, mặt trời dần dần nhô lên và sao tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Có phải do tâm lý lần đầu tham gia cuộc chiến, tôi suy nghĩ bao nhiêu chuyện. Nếu không may mắn trận này, mình mất đi, mẹ mình sẽ khóc hết nước mắt, các em mình sẽ vắng bóng người anh, đường làng quen thuộc sẽ không còn trông thấy mình nữa, giấc mơ vào đại học sẽ tiêu tan. Đang suy nghĩ lan man, bỗng nghe tiếng đại đội trưởng rít qua kẽ răng, "Địch tới!" Tôi bừng tỉnh và nghe tiếng đồng chí lệnh cho liên lạc đại đội chạy ngay xuống các trung đội thông báo chờ lệnh nổ súng. Cùng lúc, đồng chí phụ trách máy điện đàm điện về ban chỉ huy tiểu đoàn với những từ như alo, sông tiền gọi sông hậu, sông tiền đã sẵn sàng, vân vân. Tôi không hiểu là gì, nhưng đoán được là đại đội trưởng đang báo cáo về trên quân địch đang dẫn xác tới và đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Đại đội trưởng nép sát vào cây thốt nốt, tiếp tục quan sát, tôi cũng ngóc đầu khỏi công sự mắt hướng về phía trước, căng mắt ra nhìn mà chẳng thấy gì, trong khi đại đội trưởng cứ lẩm bẩm, 5, 7, 10 thằng và hướng bên phải, chúng cũng đang tiến về phía ta. Đồng chí liên lạc chạy về báo cáo tình hình của các trung đội trong hơi thở hồn hển, gần như đứt quãng. Nghe xong, đại đội trưởng lại lệnh cho các đồng chí liên lạc chạy xuống trung đội 2, trung đội 3 là trung đội cuối đội hình tác chiến của đại đội truyền lệnh khi ta nổ súng khoảng 15 đến 20 phút nếu tình hình chiến sự diễn ra thuận lợi hai trung đội sẽ dựa theo địa hình địa vật tiến lên đánh bọc hậu còn trung đội 1 và trung đội 4 sẽ đánh thẳng về phía trước riêng tôi tôi vẫn đăm đăm nhìn về phía trước mắt tôi có bị hoa hay không tôi nhìn thấy một hai ba rồi nhiều bóng áo đen chớp mắt ba bốn lần lại mở mắt ra nhìn đúng rồi bọn pol pot Chúng đang tiến về phía chúng tôi Cách chúng tôi chừng 80 mét Đại đội trưởng vẫn cầm ống nhòm quan sát Miệng nói Chúng có khoảng một đại đội Các loại vũ khí được trang bị Đồng chí điện đàm cứ theo lời chỉ huy Mà truyền tin về trên bằng mật mã Đại đội trưởng nhìn tôi và nói Vào trận Anh đi đâu Em đi theo đó Khi nào Anh nói bắn là bắn Mục tiêu bắn từ ba tên trở lên Những ngụ đại liên cối hỏa lực mạnh của địch đều được quyền nổ súng tôi đáp dạ tiếng dạ vừa đủ nghe nhưng rất mạnh bạo mặc dù là trận đầu nhờ có đại đội trưởng bên cạnh người dày dạn kinh nghiệm chiến trường làm tôi quên đi bao lo âu sợ hãi tôi được mấy anh lính cũ cho biết toàn sư đoàn trải dài quân dọc theo chiều dài biên giới từ thị trấn hà tiên kiên giang đến xã vĩnh ngân thuộc thị xã châu đốc an giang nay là thành phố châu đốc dài hơn 100 km. Khu vực chúng thường đưa quân sự sang xâm lấn đất ta là Hà Tiên, tiếp là một giải từ Rọc Xây thuộc xã Vĩnh Điều Kiên Giang, xã Vĩnh Gia, xã Lạc Quấy thuộc tỉnh Chi Môn An Giang, xã An Nông, xã An Phú, xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên, xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Ngân, Châu Đốc. Bọn chúng xây dựng căn cứ bọc theo các dãy núi Ba Dòng, Nung Đỉnh, ta gọi là dãy núi bằng tà som thường xuyên pháo kích và đem quân vượt kênh Vĩnh Tế xâm lấn biên giới ta kênh Vĩnh Tế có từ thời ông Thoại Ngọc Hầu ông bắt đầu cho đào từ năm 1819 hoàn thành năm 1824 kéo dài từ Châu Đốc An Giang đến Hà Tiên vừa là tạo điều kiện thông thương mua bán vừa là mốc biên giới hai nước Việt Nam Campuchia đại đội chọn vị trí mai phục bọn Pol Pot theo hướng đoạn nước nông nhất và hẹp nhất của dòng kênh Vĩnh Tế. Ban chỉ huy đại đội dự đoán chúng sẽ vào đất ta ở nơi nào dễ đi, dễ rút quân. Chính vì vậy mà ban chỉ huy đại đội đã xây dựng phương án tác chiến để bố trí trận địa chiến đấu cho phù hợp, đạt kết quả cao. Quân địch dàn hàng ngang tiến bước, chúng chia làm 3 mũi, mũi chính diện, mũi phía bên phải, phía bên trái. Hướng tiến của chúng nằm gọn trong trận địa phục kích của ta hai mũi bên phải và bên trái chúng tiến chậm hơn mũi giữa có lẽ chúng đề phòng không may gặp ta bất ngờ tấn công khi đó hai mũi phải trái sẽ hỗ trợ cứu trợ lẫn nhau hướng chính của chúng còn cách trận địa phục kích khoảng chừng 60 mét đã nhìn rõ những tên lính áo đen đầu quấn khăn cà ma trên tay cầm vũ khí rồi 50 40 trong khi hai mũi phải trái còn cách ta khoảng 70 đến 80 mét đại đội trưởng lăm lăm khẩu súng trong tay chờ cho chúng vào sâu thêm nữa một phát súng lệnh khô khốc vang lên tiếp theo là hàng loạt các loại đạn vèo vèo bay ra kèm theo tiếng thét vang trời của những tên đi đầu bị trúng đạn mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng quân địch cũng nhanh chóng ổn định đội hình hai mũi phía sau đã yểm trợ cho mũi phía trước chúng sử dụng súng trung liên b bốn mươi b bốn và cả mười hai bảy ly khống chế làm quân ta không thể xung phong được đồng chí liên lạc báo về quân ta đã có chiến sĩ thương vong trước tình hình đó đại đội trưởng báo về ban chỉ huy tiểu đoàn tiểu đoàn trưởng cho biết đã đưa đại đội hai lên đánh thọc sườn từ phía sau đồng chí điện đàm nói với đại đội trưởng lệnh phối hợp của tiểu đoàn khi nào nghe tiếng súng thọc sườn của đại đội hai thì quân ta tổ chức đồng loạt xung phong đồng chí liên lạc lại một lần nữa thoát ẩn thoát hiện dọc theo công sự truyền lệnh tiếng súng giữa hai bên vẫn nổ ra thưa hơn lúc đầu ta muốn tiến nhưng mắc làn hỏa lực của địch không tiến được bọn pol Pot muốn lui mà không dám lui vì sợ ta tấn công cầm cự khoảng hai mươi phút bỗng nghe tiếng súng rộ lên từ phía sau lưng địch quân địch bị đánh bất ngờ hoảng loạn bỏ chạy tiếng súng của đơn vị bạn toàn bộ đại đội xung phong đồng chí đại đội trưởng cầm khẩu súng ngắn chạy trước tôi vác b 41 chạy theo cùng với tôi là đồng chí liên lạc y tá đồng chí điện đàm đang chạy bất ngờ đại đội trưởng chỉ vào một lùm cây trước mặt cách chúng tôi trên 40 mét và ra lệnh cho tôi bắn tôi lập tức đưa súng lên vai áp sát cổ dạng chân thật vững hướng mục tiêu bóp cò khi trái đạn bay ra khỏi nòng tôi ở trạng thái như nửa mơ nửa tỉnh tôi chỉ biết lúc đó Đại đội trưởng túm tay tôi kéo đi Và điểm nào cần bắn Anh ra lệnh cho tôi bắn Tôi gần như trở thành người vô thức Bảo sao làm vậy Sau trận đánh đó Đồng chí liên lạc cho tôi biết Tôi đã bắn tất cả bốn trái đạn B-41 Trận đánh kết thúc vào lúc 9 giờ sáng Quân Pol Pot để lại hai ba xác chết Và tháo chạy về bên kia biên giới Quân ta không truy sát theo Vì pháo địch bắn yểm trợ cho chúng rút Bên ta hy sinh ba đồng chí hai chiến sĩ ở đại đội 3, một chiến sĩ ở đại đội 2, bị thương 5 chiến sĩ, 3 ở đại đội 3, 2 ở đại đội 2, riêng trung đội tôi an toàn. Lại nói về lý do, tại sao khi bắn xong trái đạn thứ nhất, tôi như người mất trí. Lúc ở đơn vị huấn luyện, chúng tôi chỉ tập bắn súng AK. Khi bổ sung vào tiểu đoàn trinh sát, cán bộ tiểu đoàn cho rằng chúng tôi đã học qua cách sử dụng các loại vũ khí, vì vậy không hướng dẫn thêm cách sử dụng. Khi về trung đội, được giao B41, tôi cũng đem ra tập các thao tác lắp đạn, ngắm mục tiêu, bóp cò, nhưng không hiểu được tính năng của B41. Sau trận đánh đó, tôi về tìm hiểu học hỏi, các anh đi trước nên mới biết. B41 là súng hỏa lực, cân bằng lực, nên khi bắn, đạn bay ra, súng không giật. Khi bắn, tránh áp súng vào sát tai, sẽ gây ù tai, chảy máu tai. Lúc bắn phải để ý, chướng ngại vật phía sau ít nhất 5 mét Nếu gần chướng ngại vật Lửa phun ra phía sau Bị chắn lại Coi chừng người chết cháy là mình Lúc bắn phải nắm nghiêng ít nhất một góc 30 đến 45 độ So với khẩu súng Tránh lửa làm bỏng đôi chân mình Đến bây giờ Mỗi lần nhớ lại Tôi lại bật cười Trong trận đánh đó Cứ nghĩ bắn súng AK Viên đạn bằng ngón tay út Mà súng giật nảy lên Vậy thì B41 Trái đạn hơn 2kg, chắc là giữ giật lắm. Và khi bắn trái đạn đầu tiên trong đời, tôi phải nghiến răng, dạng chân như người xuống tấn. Lúc trái đạn bay ra khỏi nòng, thì ôi thôi, súng chẳng giật gì cả. Nhưng hai tôi ủ đặc. Sau trận đánh đó, tôi bị ủ tai gần 2 tuần. Nhai cơm không có cảm giác, ai muốn nói gì, phải ghé sát vào tai mà hét lên. Cũng sau trận đó, tất cả các đồng chí binh nhì mới được bổ sung về đại đội, đều được thăng lên binh nhất. Hết phần 1.